Khi đang chỉnh lý lại sự tích đời thường của một vị tăng, chúng ta đột nhiên phát hiện ra Ngài là một vị tái sanh của nhà Phật. Ngài vì chúng ta trụ thế, biểu pháp tinh tế, sâu sắc, toàn diện. Có lẽ là chúng ta chỉ duyên theo ở trong núi này, không biết được duyên cố chân diện mục của Lô Sơn, làm cho chúng ta chưa đi hưởng thụ phẩm vị và càng sâu hơn tầng thứ đi thể hội. Thế nên chúng ta ngày nay đi thể hội một nguyên bổn hình tượng tăng bảo, trăm ngàn năm mới gặp chân thật lập thể, đầy ắp phước huệ tràn đầy. Sinh hoạt thường ngày của một vị lão tăng 112 tuổi, một vị lão tăng 112 tuổi, mỗi ngày bữa củi làm nông trồng rau. Một vị lão tăng 112 tuổi trèo cây tỉa nhánh. Một vị lão tăng 112 tuổi xỏ kim may giá. Một vị lão tăng 112 tuổi giới sát phóng sanh độ chúng sanh. Một vị lão tăng 112 tuổi trồng kỳ hoa, hoa nở tốt tươi. Một vị lão tăng 112 tuổi Tịnh Không đạo sư tán thán ngợi khen. Một vị lão tăng 112 tuổi biết trước giờ đi, tự tại giảng sanh thế giới Cực Lạc. Đời sống chân thật của một vị cao tăng viết ra, lão hòa thượng Hải Hiền, tấm gương của nhà Phật. Vũ trụ mênh mông, thái không vô hạn, thần châu hạo đảng, đại địa Trung Hoa, một thời là cái nôi phát triển văn minh nhân loại, Trung Nguyên màu mỡ, địa linh nhân kiệt, ở vào thung lũng Nam Dương, miền Trung Trung Nguyên càng là nơi thánh hiền nhiều đời ra đời. Nam Dương bốn thánh nổi danh thiên hạ, cao tăng dân tập không thể nêu hết. Thiền sư Thiên Nhiên, Huệ Trung Quốc sư, được gọi là Hòa Thượng Nam Dương, Pháp sư Thần Hội, thời Cần Đại Pháp sư Tịnh Nghiêm, Pháp sư Thể Quang, Pháp sư Hải Mặc. Ngày 17 tháng Giêng năm 2013, sáng sớm ngày mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Thìn, ở chùa Phật Lai Nam Dương Trung Nguyên, một ngôi chùa nhỏ ít ai biết. Trong ngôi chùa nhỏ này lại một vị cao tăng 112 tuổi, Thượng Hải Hạ Hiền lão hòa thượng, biết trước giờ ra đi, hoàn thành sứ mạng trụ thế biểu pháp, không có các bệnh khổ, tiêu diêu tự tại, an tường thị tịch, xả báo quy chân, nương đài sen giảng sanh Cực Lạc, thế thọ 112 tuổi, hà lạp 92 năm, giới lạp 90 mùa xuân, khiến vô số người nghe thấy hết lời tán thán. Sáng sớm ngày 12 tháng Giêng năm Nhâm Thìn, cờ xí như rừng, tràng phan rợp trời, đại hòa thượng ấn sanh của chùa Thanh Tuyền núi Đồng Bách, pháp sư diễn giáo chùa Ngao Diên, pháp sư Diệu Bảo chùa Dự Sơn tham gia pháp hội đưa quách vào tháp, đệ tử của lão hòa thượng Hải Hiền, ấn Chí, ấn Hàm, ấn Vinh, pháp sư và chư sơn trưởng lão, cho đến từ Nam Dương và các nơi trên toàn quốc, hơn 3.000 người tịnh tông học hội vì lão hòa thượng niệm Phật tiễn đưa. Đệ tử của lão hòa thượng pháp sư ấn Chí đọc tụng điếu văn, thánh ai hiền công, nhân trung hào kiệt, sư biểu tam giới, long tượng pháp môn, nghiêm trì tịnh giới, cần tu phạm hạnh, hơn 90 năm thiện thỉ thiện chung, mưa thuận gió hòa, cây cối tươi tốt, chùa cổ Phật Lai nhờ thầy mà nên, nay thầy về Tây, phước huệ viên thông, hoa khai kiến Phật, triệt ngộ vô sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Sáng sớm ngày 6 tháng Giêng năm Nhâm Thìn,
trên bầu trời của chùa Lai Phật, mây lành kết mãn, vạn đạo ánh quang, gần như muốn nói với thế nhân điều gì? Lão Hòa Thượng Thượng Hải Hạ Hiền mà chúng ta rất tôn kính, Ta Bà Ấn Hoại, Tịnh Độ Văn Thành, vĩnh viễn rời xa chúng ta. Buổi chiều trước một ngày, Lão Hòa Thượng viên tịch vẫn còn ở trong vườn rau phía trước chùa Phật Lai, mãi lo làm đến trời tối. Ấn Xuyên Sư Phụ nói: Sư Phụ, thầy đừng làm nữa. Ngài trả lời rằng: Ta làm không còn bao nhiêu thời gian nữa, ta sắp làm xong rồi. Lời nói của Sư Phụ lúc đó chỉ là lời nói bình thường. Bây giờ nghĩ lại, trong lời nói của Ân Sư có lời một câu hai ý. Thầy là mỗi ngày trong đêm hơn 1 giờ khuya là thức dậy niệm Phật, hơn 3 giờ đèn vẫn còn sáng, làm đến sáng sớm hơn 6 giờ nhìn thấy quần áo của ngài đã xếp gọn gàng rồi. Bình thường thầy không xếp quần áo, xem thấy thật là hoan hỷ, mặt cũng là đỏ hồng. Đến khi 6-7 ngày thì phát hiện đầu tóc của thầy đen phân nửa, lông mày thảy đều đen hết. Trước 20 ngày, Lão Hòa Thượng Hải Hiền giảng sanh, đi đến chùa Cổ Phong, Trấn Bình, thì huyện Đông Bách, ngày đến thăm người bạn già cùng tu nhiều năm, Thiết Cước Tăng, Pháp Sư Ấn Cường. Trên đường đi, ngài kéo người cùng đi với ngài là cư sĩ Xuân Sanh, Lão Hộ Pháp nói: Tôi đến đây lần này thì tôi sẽ không đến nữa. Tôi hỏi ngài: Vì sao ngài không đến nữa, sư phụ? Ngài nói: Lần này đến đây thì tôi phải đi rồi. Lần trước ngài đã nói với tôi, Lão Phật gia A-di-đà Phật chẳng phải đã bảo ngài đi, Phật bảo ngài ở lại thêm 2 năm nữa. Hiện tại ngài lại nói ngài phải đi rồi. Ngài nói: Anh không biết, Lão Phật gia A-di-đà Phật 2 ngày nay dặn bảo tôi phải mau đi. Tôi nói: Ngài đến lúc nào giảng sanh thì ngài nói cho con biết, con tìm người đến trợ niệm cho ngài. Lão Hòa Thượng Hải Hiền nói: Bảo người trợ niệm gì thì không đáng tin, họ không thể đi. Tôi thì không cần hộ niệm, tôi tự mình cũng có thể đi. Ngài đã nắm chắc đến 100% rồi. Sư phụ biết trước giờ tự tại giảng sanh, ai có thể sánh được? Không biết chữ, một câu A-di-đà Phật vậy mà thành tựu. Sư phụ là một tấm gương tốt cho ta. Lâm chung ngài thật biết trước giờ ra đi, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo, như vào thiền định, giảng sanh cực lạc. Đạo hạnh cao thâm ở trong tâm thanh tịnh, ở trong tâm bình thường. Hiền sư sở dĩ có được thành tựu cao như vậy, bởi vì ngài có một cái tâm bình thường. Đúng vậy, nhân sanh thất thập cổ lai hy, ở vào thời đại vật dục cám dỗ, trong hoàn cảnh phức tạp, hiền sư tu trì như thế nào có thể được tuổi thọ đến 100 tuổi, thân tâm tự tại, đạt được giải thoát như vậy? Lại là làm thế nào để luyện tâm thanh tịnh và tâm bình thường, lòng đầy kính mộ, mang theo sự nghi vấn, dưới sự hướng dẫn của Ấn Chí Cao Đồ của Lão Sư Phụ và Pháp Sư Ấn Hàm, đệ tử lớp sau chúng tôi cùng đi với vài người, men theo đường mòn của núi Đồng Bách thám tìm dấu tích của Lão Hòa Thượng đã đi qua. Hiền sư họ Văn, tên là Xuyên Hiền, tự Thanh Tuyển, tổ cư huyện Đường, Hà Dự Nam, Trấn Bái Tự, sanh vào năm Quang Tự cuối nhà Thanh, ngày 19 tháng 8 năm 1926, tổ phụ và tổ mẫu đều là đệ tử Phật Kiền Thành, thích làm thiện, ưa bố thí. Năm 18 tuổi, chân của hiền sư sanh nhọt độc, thói rửa mảng lớn, mẫu thân đi khắp nơi tìm cầu danh y. Thầy đã biết nhân quả, than rằng: Diệu dược nan y, khó tránh bệnh nghiệp, bèn xả bỏ thuốc thang, từ sớm đến tối một lòng xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thánh hiệu. Tháng rộng ngày dài, oan tật không thuốc mà hết. Thầy do đó mà càng phát tín tâm, Phật ngữ chí thành, đích thực không vọng ngữ. Bồ Tát đã nói: Độ tất cả khổ ách, quả không gạt người. Trải qua đại kiếp sanh tử cũng khiến cho thầy sâu sắc lĩnh hội được đường luân hồi hiểm, tử sanh diệt lớn, bèn sanh khởi tâm xuất ly. Dân quốc thứ 9, thầy 20 tuổi quyết tâm bái biệt từ mẫu, đến ở dưới hội của Lão Hòa Thượng Thượng Truyền Hạ Giới, chùa Vân Đài, đỉnh Thái Bạch, núi Đồng Bách. Sư phụ Hải Hiền năm đó khi còn trẻ chính là đến nơi đây tìm thầy truyền giới cạo tóc. Sư ông năm đó
rời khỏi cái tự viện này, từ chỗ này đi chùa Quảng Tế ở Bắc Kinh 12 năm không ra khỏi thiền đường, ra khỏi thiền đường trở về núi Đồng Bách. Rất nhiều người cắt cỏ hoang, ai có bệnh cần thì ngày tùy tiện hốt một nắm mang về nhà uống, bất cứ bệnh gì đều có thể trị khỏi, hốt cỏ làm thuốc. Lão Hòa Thượng đích thân cạo tóc, ban cho pháp danh là Hải Hiền. Hiền sư vào lúc 23 tuổi đến chùa Vinh Bảo, Hồ Bắc thọ cụ túc giới. Truyền giới công vốn là đại đức một đời của hệ Bạch Vân Tông Lâm Tế, trái lại chưa từng truyền dạy cho hiền sư tham thiền đoan tọa, cũng không dạy cho giảng kinh nói pháp, chỉ truyền 6 chữ hồng danh, dặn bảo cứ thế mà niệm. Hiền sư trước sau ở qua chùa Phổ Hóa, chùa Vân Đài, chùa Tháp Diện ở Đồng Bách, khai khẩn qua 14 mảng núi hoang. Năm xưa ngài ở nơi đây khai hoang, nơi đây đều là đất khai hoang, xây dựng qua 11 đạo tràng, đã từng cùng ở chung với những cao tăng tông môn, pháp sư Hải Mặc, pháp sư Thể Quang, ở chùa Tháp Diện kết bạn cùng tu. Năm 1966 bắt đầu đại cách mạng văn hóa, Hồng Vệ Binh đến chùa thiêu hủy kinh sách tượng Phật, ép tăng nhân hoàn tục. Hồng Vệ Binh phá đổ mộ tháp của truyền giới công, thế nhưng mộ huyệt trống không, đành phải hủy bỏ. Chùa Tháp Diện trước sau Hồng Vệ Binh tìm tro cốt của ngài mà không tìm được. Ngài biết được có kiếp nạn này, hiền sư ở bên dưới phiến đá, bên dưới mộ huyệt, tìm được tro cốt của sư phụ mới biết được Hòa Thượng truyền giới là cao tăng đắc đạo. Sớm biết được cái kiếp nạn này mới đem tro cốt cất bên dưới phiến đá, mặc cho Hồng Vệ Binh bức vấn như thế nào. Ngài trải qua hết khổ nạn, tro cốt của sư phụ mới được bảo tồn. Mãi đến năm 1991, Lão Hòa Thượng Hải Hiền lại đích thân dẫn các đệ tử, vì sư phụ ở bên cạnh động Đào Hoa núi Đồng Bách, trùng tân sửa tháp an táng. Hiền sư được xếp đến trong thôn dưới núi làm đội trưởng sản xuất. Lúc đó không cho phép niệm Phật, ngài chỉ niệm thầm ở trong tâm, không cho lại Phật. Ngài ở trong đêm tối len lén lại Phật. Khi trong bữa ăn đầu tanh thì ngài ăn rau bên thịt. Càng khó được và đáng quý hơn là hiền sư luôn luôn vì đại chúng thì hiện ra hình tượng của tăng bảo. Khi vào đội sản xuất thì vẫn không hoàn tục, hình trạng thì hơi thay đổi một chút, lúc rảnh thì quay về tự viện. Tự viện thì không có hộ khẩu, đều là đào bới đất hoang, trồng khoai môn, trồng chút khoai lang, đều là ăn thứ đó. Ai đi đến đều cho họ một ít. Gian nan đi qua rồi, một lần lại một lần. Trong một thời gian dài mấy chục năm, không có hương hỏa cúng dường, gần như là Hải Hiền một mình khổ cực lao tác cúng dường năm vị Lão Hòa Thượng tuổi cao sức yếu. Mãi đến các ngày mỗi mỗi đều giảng sanh, buổi tối lại Phật, ban ngày lao động, lại đến đầu choáng mắt hoa, còn phải đào thuốc. Trong chùa còn có một mẫu thân già. Các vị ngay lúc đó điều kiện rất không tốt, sư phụ một mặt khổ tu, một mặt hiếu dưỡng lão mẫu thân tuổi già. Đến khi lão mẫu thân 86 tuổi năm đó, lão mẫu thân đột nhiên đề xuất muốn quay về nơi quê nhà. Sư phụ không thể lưu giữ được, đành phải theo mẫu thân trở về quê nhà. Vào khoảng ngày 20 tháng 8, trong vườn rau có 3 gian nhà, tôi tự cất lên. Vì sao tôi về nhà lấy một cái nồi, lấy một cái nồi đi, các người có thể ăn cơm của người sao? Không nên khai trai phá giới, làm gì có phòng ốc, là tự làm mà nằm. Lão mẫu thân cũng ăn chay phải không? Lão mẫu thân đã ăn chay từ nhỏ, hôm đó về nhà đã tối rồi, chính mình còn làm sủi cảo. Buổi tối lão mẫu thân chính mình đích thân bao sủi cảo, báo tin muốn cho con cái cháu chích của bà đều quay về. Bà ngồi trên ghế nói một câu: ta đi đây. Chỉ thấy bà hơi nghiêng đầu, lão mẫu thân chân thật ra đi. Bà 86 tuổi tự tại mà giảng sanh. Vào lúc đó điều kiện cực kỳ khó khăn, hiền sư vì mẫu thân niệm Phật 3 ngày sau, chỉ có thể dùng một quan tài dán mỏng để mẫu thân chôn cất, rất đơn giản.
Việc này làm cho hiền sư thường nhớ trong lòng, cảm thấy có lỗi với mẫu thân, thâm ân vô biên. 8 năm sau, hiền sư phát tâm vì mẫu thân làm mộ đặt bia. Không ngờ khi khai mộ huyệt, không hề có thứ gì, chỉ có mấy cây đinh to mà người ta dùng để đóng quan tài mà thôi. 3 đời chư Phật, chánh nhân tịnh nghiệp, đại sư Liên Trì nói rằng: mẫu thân ly trần cấu, tử đạo phương thành tựu. Vậy thì mẹ của hiền sư phải chăng là Bồ Tát ứng hóa, Như Đạt Ma mang hài du hí thần thông? Chúng ta là phàm phu, thật không dám tự vọng đoán. Vậy mà hiền sư đối với từ mẫu một mảng hiếu tâm chí thuần chí chân, đủ để khiến ta cảm động đến nay. Có một khoảng thời gian, hiền sư xem thấy mấy sư huynh đệ ở bên cạnh chỉ điểm đối với thầy, cho đến sư phụ gọi thầy vào phòng phương trưởng nghiêm khắc quở phạt, thầy mới hiểu ra thì ra là có người vu cáo sự thanh bạch của chính mình. Hải Hiền không phải là một người nói, mà một nhóm người. Nói ra thật khó nghe, ai cũng không dám kháng lại. Thầy không tranh biện. Mãi đến sau khi một sư huynh ra ngoài du học trở về, lập tức đứng ra thanh minh. Mấy ngày hôm đó, thầy và sư đệ Hải Hiền cùng ở trên núi thu hoạch bắp ngô. Dân trong thôn dưới núi đến giúp làm việc, thầy luôn ở bên cạnh Hải Hiền. Nhiều năm trước, điện công cuối tháng đến thu phí, lão hòa thượng nói: số lượng tháng này vì sao mà dùng nhiều hơn so với tháng trước? Điện công không nói lời nào, vỗ vỗ vào vai sư phụ tôi 2 cái. Sư phụ đem tiền điện ra đưa cho ông ấy. Các cư sĩ ngay lúc đó xem thấy không hài lòng, muốn tìm điện công để nói lý. Sư phụ tôi nói: thôi đi, đánh tôi xem như là họ gãi ngứa cho tôi mà, nhổ vào mặt tôi xem như là họ rửa mặt cho tôi. Người xuất gia phải có độ lượng, có thể quan dung người khác. Người nhẫn tự an, không thể hành mà ngài có thể hành, không thể nhẫn mà ngài có thể nhẫn. Năm 1976 kết thúc cách mạng văn hóa, Nam Dương và Xã Kỳ, rất nhiều cư sĩ hộ pháp hẹn nhau đến chùa Tháp Diện nghinh thỉnh hiền sư đến trụ trì chánh pháp, hồi phục đạo tràng học Phật của chùa Phật Lai, giải dầu khổ nạn. Hiền sư thể ngộ đại sư Ngọc Ích tán thán. Đại sư Liên Trì đã nói: chỉ cần 2 chân thắt chặt, không cầu cửa sân nhà dễ coi, nên khởi tu sửa Ba Gian Đại Điện và A-La-Hán Điện Ba Gian phía Tây Lan, cúng dường thánh tượng Phật Bồ Tát. Đây chính là chùa cổ Phật Lai trong và ngoài nghe danh. Chùa cổ Phật Lai Nam Dương nằm ở Tây Nam trấn Nhiêu Lương, huyện Xã Kỳ, tỉnh Hà Nam. Tương truyền vào khoảng năm Tùy Đường, có người đi buôn trấn Dương Sách là cư sĩ Dương đánh xe trâu đi trấn Nguyên Đàm mua lương thực. Nửa đường có 3 người già cùng đi nhờ xe. Đi đến nửa đêm, bèn dừng xe bên đường nghỉ ngơi. Đến sáng hôm sau thì thấy 3 người già đã biến thành 3 vị Phật đá, chúng tín sĩ. Do đó bèn xây dựng đạo tràng ở nơi đây, lấy tên là chùa Phật Lai. Chính là cái ý Phật Đà hóa thân đến nơi đây. Mấy độ thay ngôi đổi chủ, mấy độ bãi biển hóa nương dâu. Năm xưa điện vũ nguy nga, như nay cao tận thái không. Tuy là không môn điêu tàn, may mà chánh pháp tồn tại. Lời xưa có câu: sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh. Thủy bất tại thâm, hữu long tắc linh. Chính ở ngay am hoang thôn giả, không được người chú ý đến, chính là nơi tượng Phật bằng xi măng và phòng nhà ngói cũ bể, trái lại tương ưng 2 vị cao tăng thần kỳ chấn động hoàng vũ. Thượng Hải Hạ Hiền, lão hòa thượng 112 tuổi tự tại giảng sanh, và sư đệ của ngài nhục thân Bồ Tát Thượng Hải Hạ Khánh Pháp Sư. Lực truyền của nhục thân Bồ Tát Hải Khánh, thầy họ Lý, Quý Phú Quý, tổ cư huyện Nam Nghi, Dương Dư Đông,
sinh vào năm Tuyên Thôn cuối Thanh, do xuất thân hàn vi, chưa từng tập sách học văn, nhưng thiên tánh nhân hậu, sinh ra hiền hiếu biết lễ. Lúc 11 tuổi quy y Tam Bảo, chùa Thanh Lương, núi La Hán, lễ Uyển Đông, pháp sư truyền Đông Thế Độ, ban cho pháp danh là Hải Khánh. Thầy 42 tuổi vào thường trụ ở chùa cổ Phật Lai, chuyên tu tịnh độ, lão thật niệm Phật. Năm 1981, chùa Bạch Mã kính trụ, tăng thọ cụ túc giới. Ngày 11 tháng Giêng năm 1991, thầy cười nói thị tịch từ tại sanh Tây, thế thọ 82 tuổi, tuổi hạ 71 năm. Để thầy ngồi trong khạp, sau 6 năm nhập tháp, kỳ giới huynh thượng Hải Hạ Hiền, lão hòa thượng phát tâm vì ngày trà tỳ nhập tháp. Thọ quan vừa mở ra, mọi người đều kinh ngạc, thì thấy thầy khang kiết già đoan tọa, diện mạo như sống, cho đến các y vật không hề hư tổn. Bốn chúng biết là pháp thể kim cang, toàn thân xá lợi, liền đem cúng dường ngài trong nội tự, sớm tối lễ bái. Năm 2006, Đại đức Quảng Châu cư sĩ Lý Nguyên Thiên nghe được thánh tích của Khánh Sư, vô cùng kính ngưỡng, liền vì ngài phát tâm thiếp vàng cúng dường. Khánh Sư bình thời vô cùng giản dị, ngoài câu A-di-đà Phật thánh hiệu ra, không hề nói đến câu nào hay tham gia vui đùa. Một môn thâm nhập trường kỳ huân tu, chẳng phải thầy ám hợp đạo diệu hay sao? Tâm hạ hội ngộ, thị tính đại đạo chí giảng, sanh Phật không hai, niệm Phật thì nhân, thành Phật thì quả, như vậy mà thôi. Từ hữu tịnh nghiệp, học nhân tán thán thầy rằng: nhất cú di đà pháp trung dương, thất thập niên lai tâm trung tàn, bất tham thiền lý bất nghiên giáo, bất giải kinh chú hữu hà phòng, tính thâm nguyện thiết trực niệm cứ, tự nhiên hoa khai cực lạc bang, lưu thử kim cang bất hoại thể, chứng chuyển pháp luân độ mê man, tế quan Phật thủ đề thủy xứ, hiệp dĩ lục tổ giá từ hàng, kim kiền kỳ thọ liên đài hạ, cầu sư dẫn ngã xuất mộng huyền. Năm 2005, cũng là hiền sư 104 tuổi, vì để thiếp vàng cho Khánh Sư mà đến Quảng Châu, với Lạt Ma Tây Tạng đời thứ 11 ban thiền, không hẹn mà gặp. Vị pháp dân tử trẻ này phong hiền sư là Hoạt Phật, chí thành mời sư phụ cúng dường ngọ trai và chụp hình lưu niệm. Tiên sinh Trương Văn Điền, nhà thư pháp nổi tiếng quốc tế, thấy hiền sư hơn 100 tuổi mà thân thể vẫn khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn, đặc biệt thỉnh giáo với ngài về bí quyết dưỡng sinh. Hòa thượng ngài nói: đây đều là do kết quả của trì giới tinh nghiêm, lão thật niệm Phật. Tiên sinh Trương chí thành đảnh lễ, tán thán hiền sư là Triệu Châu tái thế. Ngay lúc đó ngâm lên một bài thi Dương Vạn Lý, tán thán hiền sư rằng: vật tánh tùng lai các nhất gia, thùy tham hàng xấu yểm niên hoa, cúc hoa tự trạch phong xương quốc, bất thị xuân quang ngoại cúc hoa. Ngay trong niệm Phật tu trì gần 100 năm của lão hòa thượng Hải Hiền, dốc hết toàn lực hoằng dương đạo tràng Tịnh Tông, thị hiện hình tượng từ bi của Phật Bồ Tát trụ thế. Tuy là lão hòa thượng không làm việc chấn động trong giới Phật giáo, nhưng từ bi cần lao thuần tịnh thuần thiện của ngài trái lại lưu lại cho thế nhân ấn tích vĩnh viễn không thể phai mờ. Lão hòa thượng Hải Hiền chưa từng làm bất cứ hoạt động pháp hội kinh sám Phật sự nào, chỉ bảo mọi người chuyên niệm A Di Đà Phật. Khi cư sĩ cúng dường đều là mang đi in kinh sách và dùng để phóng sanh. Hơn 100 năm qua, hai bàn tay ngài đã khai khẩn 100 mẫu đất, cúng dường tăng chúng, cư sĩ nhiều vô kể, tham gia tu sửa cầu đường địa phương, đào kênh, xây nhà,
không thể tính đếm. Do đệ tử ngài đích thân nhận, sau khi xuống núi biến bố khắp đại giang Nam Bắc, chân thật đạo lý khắp thiên hạ. Ngũ Đại Sơn, chùa Phổ Đà, chùa Thiếu Lâm, chùa Bạch Mã, đệ tử trong các danh sơn cổ sát nhiều không thể tính kể. Phần lớn đều là gánh vác trách nhiệm chủ sự đạo tràng tự diện, phân ra ở các đạo tràng khác nhau truyền thừa sư đạo hoằng pháp lợi sanh. Ngày cuối đời tuy tuổi cao trăm tuổi, vẫn nhanh nhẹn minh mẫn, thân tâm khỏe mạnh, đức cao vọng trọng. Phàm hễ tự diện hoặc Phật đường, ngài thường trụ chùa Thiên Phật, chùa Phật Lai, chùa Diên Minh, xã Kỳ Cư Sĩ Lâm, Hải Hiền Niệm Phật Đường, Lục Phương Phật Đường, đều là có rất nhiều công cụ và nông cụ của ngài làm việc. Đi đến nơi nào thì làm nơi đó. Ngày một ngày từ sớm đến tối, bất cứ việc gì cũng làm, làm việc từ bi. Ngày một ngày từ sớm đến tối không rảnh, bình thường mới là thật. Rất đơn giản, niệm A-di-đà Phật, một lòng biểu pháp, pháp môn niệm Phật chân thật bất không. Các cải dầu thì mưa thật to, mọi người đều hướng về cửa lớn mà chạy. Ngài cầm dù sách dao chạy về hướng đó, vừa đến bên đó mặt trời xuất hiện, không có mưa. Ngài ở nơi đó cắt, bạn thấy lão hòa thượng biểu cái pháp này, sống ở am tự nào, bạn chỉ niệm Phật là được rồi, làm việc không lỡ niệm Phật. Trong lúc lao động có công phu thiền định, người có thần thông không hiểm đạo. Bạn xem người già hơn 100 tuổi còn leo lên cây. Lúc sư phụ Hải Hiền xem thấy cây ngô đồng trước tự diện Quan Âm của chùa Diên Minh, nhánh cây rủ xuống quá thấp, liền lấy búa và cưa leo lên, leo lên thang, trèo lên cây, chặt tỉa cành nhánh. Người già 112 tuổi, nếu nhỡ có sơ suất thì làm sao? Thật là vui mừng. Sư phụ đều hơn 100 tuổi rồi, còn có thể tự mình leo lên trên cây làm việc, chân thật là tăng bảo của nhà Phật chúng ta. Sư phụ dường như nhìn thấu vào tâm tư của chúng ta, mỉm cười nói, không việc gì, không việc gì, tôi đang niệm Phật mà. Khi một hoa nở thì trăm hoa nở. Đó là đích thân ngài vung trồng tưới nước, cắt cỏ, cẩn thận chăm sóc mới nở ra đó hoa như vậy. Tô thêm vào tâm cảnh thuần chân, thuần tịnh, thuần mỹ của lão hòa thượng 112 tuổi. Thanh thanh bích trúc, tận thị pháp thân, rậm rạp huỳnh hoa, vô phi bát nhã. Hải Hiền ân sư cả đời, không có lời nói hùng hồn, chưa từng làm qua Phật sự kinh sám, nhưng ngài không luận rảnh hay bận, Phật hiệu chưa từng gián đoạn. Lời nói việc làm của ngài, nhất cử nhất động của ngài đều là hướng đến người triển khai vi diệu của Phật pháp, đều hàm chứa vô thượng thiền cơ. Ngài nói với chúng ta, niệm Phật tu hành phải có thể chịu khổ, lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy, không thể giữ cúng dường để hưởng thụ. Ăn khổ nè, mặc giá nè, hơi giống hòa thượng, không giống lão bà. Đúng vậy, chúng ta đích thân thấy được, chính là hiện tại ngài đã 112 tuổi rồi, đi đến nơi nào đều là mang theo bao kim chỉ, kéo, dao cắt, các loại công cụ nhỏ, phàm hễ chính mình dùng, chính mình mặc, đều là chính mình giặt rửa, chính mình may giá, chưa từng làm phiền người khác. Tháng 3 năm 2012, lão hòa thượng tham gia pháp hội Quan Âm ở chùa Diên Minh. Đệ tử pháp sư Ấn Dinh hiếu kính ngài một chiếc tăng bào. Lão hòa thượng mặc thử, cảm thấy dài một chút. Ngay lúc đó phi kim chỉ lượng lên lai áo. Việc làm này được cư sĩ tham gia pháp hội chụp hình lại, trở thành tuyệt tác của thế gian. Có một hôm lão hòa thượng giống như mọi khi, sau ngọ không nghỉ ngơi, đến bên ngoài chùa nơi trồng ngô đi dạo, chỉ thấy một người nông dân đang thu hoạch ngô. Lão hòa thượng nói, con phải làm, con đừng có lo sợ, con cứ làm như vậy. Nói xong thì vội vàng rời khỏi. Mùng 9 tháng 8 năm 2012 âm lịch, mấy vị cư sĩ Nam Dương đến chùa Phật Lai thăm Hiền Sư. Hiền Sư đồng tâm đại phát,
đích thân vác thang ra, leo lên cây hồng trong vườn chùa hái trái hồng. Mọi người đều chính mắt xem thấy, tán thán không hết lời. Có thể được như hiền sư, thử hỏi ngàn năm có được mấy người. Cư sĩ Trương Huy cúng dường một cái vòng, lão hòa thượng Hải Hiền vui mừng. Ngay mặt của cư sĩ Trương Huy đeo vào tay, ngay khi ngài rời khỏi Phật đường, ngài lại đem chiếc vòng giao cho chúng tôi. Ngài nói người xuất gia ai mà đeo cái thứ này. Ngay lúc đó tôi liền nói pháp sư Tịnh Không nói, hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức, bạn xem Bồ Tát ở nơi nào khiến tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Ngài không màng đến bất cứ danh vọng lợi dưỡng gì. Ngài lúc đó tiếp nhận chiếc vòng là vì để cho chúng sanh sanh tâm hoan hỷ về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Con giống như thầy mấy mươi năm rồi, sáng sớm đều là 3 giờ thức dậy, vậy thì thắp hương, thầy ngồi ở đó niệm Phật, làm việc Phật, niệm Phật, sớm tối ngủ nghỉ vẫn niệm Phật. Một chút như vậy phải tu cho tốt. A Di Đà Phật niệm mấy chục năm không thay đổi, mỗi năm mỗi tháng mỗi ngày đều không nghỉ ngơi, chân thật là đi đứng nằm ngồi niệm A Di Đà Phật à. Người ta chân thật đạt đến cái tầng thứ này, Bồ Tát ứng thế, người ta đây là độ chúng sanh, chính là làm ra cái tấm gương cho hậu học các người đều có thể cầu chúc Phật quả. Cư sĩ Trương Huy đặc biệt vì ngài mua tặng ngài một cái gậy. Khi lão hòa thượng lại đến, ngài cầm một cành cây khô làm gậy. Khi Trương Huy đến thăm ngài hỏi, cái gậy mà con tặng ngài sao ngài không dùng đến? Lão hòa thượng cười ha ha nói, tôi có phước báo gì chứ, tôi dùng cái này được rồi. Đem cái gậy đó lại tặng cho người khác. Ây da, tôi mới lên Độc Đạo Hoa, ngài cho tôi 40 kg khoai môn trồng. Sau khi trồng xuống khoai môn rồi, tôi mới an tâm ở, mới thường trụ tự diện. Năm 89 gặp tai nạn hồng thủy, lão hòa thượng tự giác tự nguyện đem 1.200 kg lương thực mà tự diện chính mình trồng được mang đến tặng cho quốc khố. Ngay phiếu lương thực cũng không nhận. Đây là phản ánh cảnh giới tư tưởng của ngài, yêu nước yêu đạo, vì quốc phân ưu, độ hóa chúng sanh. Tôi hỏi hiền sư, ngài đã thấy A Di Đà Phật, Phật nói gì với ngài vậy? Hiền sư nói, tôi cầu lão Phật gia đến tiếp tôi, nhưng ngài không nhận lời. Ngài nói để tôi ở thế gian làm biểu pháp. Hải hiền sư cả đời đều đang biểu pháp lục độ, pháp hiếu thân tôn sư. Tịnh Không ân sư tán thán đối với Hải Hiền sư rất là thỏa đáng. Hiền Công hòa thượng tấm gương của nhà Phật, chân thật là mẫu mực cho đệ tử bốn chúng chúng ta. Càng không hề nghĩ đến lão hòa thượng ngày sau cùng lại biểu pháp tăng khen tăng. Ngày tháng giêng năm 2013, ngay khi ngài thấy quyển sách chúng tôi tặng đến cho chùa Phật Lai, nếu muốn Phật pháp hưng chỉ có tăng khen tăng, ngài vui mừng bội phần, lập tức liền lấy cà sa của ngài và nói tôi mặc lên cà sa này, cầm cái quyển sách này, các người chụp hình cho tôi. Đây là duy nhất trong cả đời ngài chủ động yêu cầu chụp hình cho ngài. Cái cử động này của lão hòa thượng, trong nội tâm ngài mong muốn nhà Phật đoàn kết, kỳ vọng Phật pháp hưng dượng, biểu hiện được sâu sắc ý nghĩa. Ngài cầm quyển sách trên tay hoan hỉ như vậy, như đạt được bảo bối mà từ bấy lâu kỳ vọng. Chính ngay khi chụp hình cho ngài, ngày lúc đó chúng tôi có 4 vị cư sĩ không hẹn mà cùng ngửi được một loại thanh hương kỳ lạ, càng khiến chúng tôi không hề nghĩ đến. Buổi tối 3 ngày sau, lão hòa thượng ngày vẫn như thường ngày chính mình gõ khánh ở trong phòng nhiễu Phật, niệm Phật cho đến đêm khuya, ngài an tường giảng sanh. Dường như ngài biểu cái pháp này mới hoàn thành sứ mạng và nhiệm vụ cuối cùng của ngài, mới yên tâm vẫy tay về tay biểu cái pháp Phật. Ngài là nhân, thành Phật là quả. Cầm lấy quyển sách Tăng Khen Tăng này chụp hình, ấn chứng cái quyển sách Tăng Khen Tăng này cũng ấn chứng pháp mà lão pháp sư Tịnh Không đã nói. Ngài biểu cái pháp thứ hai, chính vì pháp mà Thượng Tịnh Hạ Không hết lòng hết dạ thường giảng làm chứng chuyển. Lão pháp sư kỳ vọng có thể càng có thêm nhiều người ngay đời thành tựu, vì chúng ta chọn lựa phương pháp thoát sanh tử tốt nhất đó chính là một câu Phật hiệu, một bộ kinh, một môn thâm nhập trường kỳ huân tu một đời thành tựu. Tịnh Không ân sư dùng hết ngàn vạn lời để khuyên bảo chúng ta, thế nhưng ngài không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, đây chính là Phật. Còn Thượng Hải Hạ Hiền lão hòa thượng lại dùng cả đời lao nhọc của chính mình, thân giáo trầm mặc không lời, tự hành và chứng hai phương diện vì chúng ta xây dựng điển phạm. Hai lão hòa thượng tuy là không quen biết nhau, trái lại trong tâm thầm lặng
làm ra phối hợp tốt nhất. Chân thật ám hợp đạo diệu, Pháp sư Hoàng Lâm, đại đức nhà Phật, trụ trì công tác thất Phổ Hiền Nguyện Hải, xem thấy tấm hình của Hải Hiền sư, và còn biết Hải Hiền sau khi chụp hình 3 ngày thì tự tại giảng sanh, tán thán Hải Hiền sư biểu pháp viên mãn, như Pháp sư Huệ Minh ấn chứng bổn hội tập Kinh Vô Lượng Thọ của lão cư sĩ Hạ Liên Cư vậy. Đến ấn chứng là Pháp sư Tịnh Không, một câu Phật hiệu, một bộ kinh, một môn thâm nhập trường kỳ huân tu, cái pháp này ngay một đời thành tựu. Lập tức ngay trang đầu của quyển sách Tăng Khen Tăng in lên hình của Ngài, hình chụp của lão hòa thượng Hải Hiền, và còn có thuyết minh ngày 20 tháng 8 năm 2012 âm lịch, các cư sĩ muốn làm sinh nhật khánh chúc lão hòa thượng 112 tuổi đã làm một bàn thức ăn chay. Lão hòa thượng không ăn chút nào, sau cùng vẫn là ăn một chén mì. Chúng ta phải học tập với lão hòa thượng, phát dương loại tinh thần của lão hòa thượng, lấy khổ làm vui, lấy giới làm thầy, hướng đến học tập với lão hòa thượng. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, đem cái ưu điểm của lão hòa thượng tiếp tục truyền nói, phát dương quang đại, thành tựu chính mình, mới tu hành thành tựu chúng sanh, tự độ độ người. Sư phụ, lời nói hành động đều là biểu pháp, nói rõ giáo dục của Phật Đà này là một giáo dục nhân quả viên mãn, người người đều có thể làm đến được, người người đều có thể tu thành chánh quả. Nhận được tin tức hiền công an tường thị tịch, mười phương đại đức cao tăng, bốn chúng đệ tử Phật môn ùn ùn kéo đến, bái chim thánh dung, diện hoài sư phong, lập bi minh chí, tống sư tay hành. Ở ngay trong tiếng Phật hiệu trang nghiêm của bốn chúng đệ tử, pháp thể của lão hòa thượng Hải Hiền ngồi kiết già trong thọ can, chôn vào trong tháp diện của chùa Phật Lai. Trong một năm, ngày lão hòa thượng quy tây, vì ngài tổ chức pháp hội lập bia kỷ niệm trọng đại, đại đức cao tăng đến hiện trường pháp hội, có các lãnh đạo hữu quan như phó hội trưởng hiệp hội Phật giáo tỉnh Hà Nam, trưởng lão thượng Sương Hạ Minh, A Di Đà Phật, trụ trì chùa Thanh Tuyền núi Đồng Bách, pháp sư thượng Ấn Hà Sanh, hội trưởng hiệp hội Phật giáo thành phố Hạc Bích, pháp sư Long Huệ. Tôi hôm nay đại biểu bốn chúng đệ tử Phật giáo tỉnh Hà Nam hướng đến hiền công chân thành thâm thiết, ai điếu và truy tư vô hạn. Hiền lão là lão tiền bối của giới Phật giáo, là đại tinh thọ của giới Phật giáo, hiền công cả đời hiến thân cho Phật giáo, yêu nước yêu đạo, nghiêm trì giới luật, tôn sư trọng đạo, từ bi hỷ xả, lợi ích chúng sanh, nhận được sự kính yêu và tôn trọng các giới nhân sĩ và giới Phật giáo. Hiền công tiếp nhận giáo huấn của sư phụ, tu trì pháp môn tịnh độ A Di Đà Phật thánh hiệu, từ sớm đến tối không gián đoạn, lão thật niệm Phật, đạo tâm kiên cố, không tranh với đời, không cầu ở người, đạm bạc danh lợi, khoan hậu đối người. Ở tuổi tác cao, hưởng thân khỏe mạnh, tư duy nhanh nhẹn, thân không bệnh khổ, biết trước giờ đi, an tường tự tại, chân thật là tăng bảo của nhà Phật, kỳ tích của nhân gian, A Di Đà Phật. Trước khi hiền công giảng sanh, trước giờ ra đi, cáo biệt trước với các đệ tử, tiêu diêu tự tại, an nhiên sanh tây, hiền công hiện thân nói pháp, vì thế nhân làm ra một tấm gương tu hành tốt nhất.
chứng minh pháp môn niệm Phật của Tịnh Độ Tông thù thắng không gì bằng, chứng minh 48 nguyện A-di-đà Phật không thể nghĩ bàn. A-di-đà Phật đi đứng nằm ngồi, oai nghi trang nghiêm, ứng cơ giáo hóa, diệu dụng tùy duyên, rộng diễn chánh pháp, lợi lạc nhân thiên. A-di-đà Phật. Vào thời kỳ mạt pháp, pháp môn thù thắng nhất chính là pháp môn niệm Phật. Lão Hòa Thượng Hải Hiền chính là lấy pháp môn niệm Phật làm chủ tu, trực chí minh tâm kiến tánh. Tôi chỉ là nói hai công án của Ngài. Lão Hòa Thượng vào 20 năm trước tránh được cho cư sĩ Vương Đức Dượng một trận tai nạn. Lão Hòa Thượng biết được ông có tai nạn lao ngục, hôm đó ông xin phép về nhà đưa cháu đi lính. Lão Hòa Thượng ngăn lại không để cho ông đi. Đây là cả đời Ngài duy nhất cản trở một lần. Giống dĩ huyện Đồng Bách xảy ra một vụ án giết người, phạm nhân giết người quen biết với Dương Đức Dượng liền chạy đến nhà của ông trốn. Vừa thấy cư sĩ Dương không có ở nhà liền quẹo qua nhà của bí thư. Ngày thứ hai, cục công an bắt được phạm nhân giết người. Nhà bí thư là nơi chứa tội phạm, bị trừng phạt 8.000 đồng và ngồi 1 năm lao ngục. Nếu như cư sĩ Dương ở nhà, hậu quả liền có thể nghĩ mà biết. Còn có một lần là câu chuyện Lão Hòa Thượng cứu chó sói. Lão Hòa Thượng đích thân nói với tôi, có một lần ở trên vách đá hẻo lánh, lối mòn đường nhỏ, gặp phải một con sói to. Hải Hiền biết rõ cái nhân quả này, cũng không trốn tránh, cũng không tìm chỗ trốn. Nếu như thiếu mạng thì phải trả mạng, ăn thịt tôi thì thôi vậy, chỉ lo niệm Phật. Con chó sói này đi đến trước mặt của Ngài, ngậm lấy chân của Ngài, kéo Lão Hòa Thượng vào trong hang động. Bên cạnh ổ sói có một con sói mẹ khó sanh nằm ở đó chờ chết. Ngài liền nhắm mắt chí tâm niệm tụng Nam Mô A Di Đà Phật thánh hiệu. Có khoảng 10 phút sói mẹ tỉnh lại, sanh ra 5 con sói con. Sói cha liền khom lưng gật đầu với Ngài, gật đầu cảm tạ. Ngài khai thị rằng, các ngươi phải nên làm ít việc ác, nên làm nhiều việc thiện. Vì sao đừng để được súc sanh thành tựu Phật đạo thật tốt. Đạo sư Tịnh Không đương đại đứa cao vọng trọng, Thượng Tịnh Hạ Không lão pháp sư vô cùng tán thán đối với hiền sư. Một vị pháp sư 112 tuổi vãng sanh, một đời tu hành được rất tốt, chánh tri chánh kiến, hoàng hộ chánh pháp. Người theo học tập với Ngài rất nhiều. Việc này trong nhà Phật gọi là trượng phu. Bèn kêu gọi bốn chúng đệ tử Tịnh Tông học tập với Lão Hòa Thượng Hải Hiền, đích thân vì hiền sư để viết đối liễn 48 nguyện, một bộ đại kinh, một câu Phật hiệu vãng sanh cực lạc, 112 tuổi truyền hoằng chánh pháp, truyền hộ chánh pháp, trở lại ta bà. Và còn gì, Lão Hòa Thượng đích thân viết mộ chí để lợi ích người sau. Mộ chí viết: Hiền công Hòa Thượng tấm gương nhà Phật, không làm kinh sám, xa lìa lợi dưỡng, nghiêm trì giới luật, bốn chúng khâm ngưỡng. Lão thật niệm Phật, đạo tại bình thường, Tịnh Độ đại kinh chư Phật bí tạng, một câu Phật hiệu thầm thâm diệu thiền. 112 tuổi lão đương ít tráng, chỉ tăng khen tăng, pháp môn hưng dượng, hoằng phổ hiền nguyện, biểu pháp lìa chướng, nói huệ mạng Phật, công đức vô lượng, tự tại giảng sanh, thừa nguyện tái lai. Là pháp sư Thượng Tịnh Hạ Không vào 100 ngày của Lão Hòa Thượng Hải Hiền không thể đích thân đến để tham gia pháp hội gắn bia lập bia của Lão Hòa Thượng, đích thân gửi điện đến pháp sư Ấn Chí. Pháp sư Ấn Chí lượng thứ cảm tạ pháp sư bời
vì lễ dựng bia của lịnh sư. Nhưng tịnh không tuổi già như đèn trước gió, duyên chưa chín mùi, lực bất tùng tâm, một lòng chỉ đang giảng kinh niệm Phật, e rằng không đến được pháp hội. Xin pháp sư lượng thứ. Lịnh sư chánh tri chánh kiến, lão thật tu hành, hộ trì pháp môn, nói huệ mạng Phật, đại đức đại nguyện, khiến người vô hạn kính ngưỡng. Các pháp sư nhờ bẩm chất tốt đẹp này, tính thọ phụng hành, lục hòa đạo tràng, trăm nhẫn gia phong, rộng diễn chánh pháp, lời lạc hữu tình, thiên nhân tán thán, đoạn tụng, đạo nghiệp tinh tấn, đạo phong viễn dương, pháp duyên thù thắng, pháp luân thường chuyển, chúc pháp hỷ sung mãn. Lão Hòa Thượng Hải Hiền hơn 100 tuổi trụ thế tu hành, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, đạo tâm kiên cố, trì giới tinh nghiêm. Ngài chất trực thực tế, bình dị dễ gần, cả đời đạm bạc danh lợi, chưa từng chiêm nhiễm hư danh. Ngài tùy tục nhập duyên, hằng thuận chúng sanh như một chén nước trong, chiếu người chiếu vật, làm mát ruộng tâm của người. Ngài ở chùa Phật Lai, xã Kỳ Nam Dương, một ngôi chùa nhỏ trong thôn mấy mươi năm, nông thiền đều trọng, phát tán bồ đề. Ngoài ruộng thì nhổ cỏ, trong chùa thì đốt đèn thắp hương, bữa củi giả gạo, không ngày nào nghỉ ngơi, không làm kinh sám Phật sự, một câu A-di-đà Phật, thánh hiệu khắc cốt ghi tâm. Ở ngoài ruộng, ở đại điện, ở trong mộng, đi đứng nằm ngồi, chưa từng lơi lỏng chút nào. Ngài thường nói với mọi người có duyên bên cạnh, bữa củi gánh nước, thảy đều là đạo, trà thô cơm đạm, đều là tu hành. Cố gắng niệm Phật, thành Phật là việc lớn, các thứ khác đều là giả. Nếu các vị chỉ biết xưng niệm một câu Di Đà thánh hiệu, am vắng lão tăng so sánh, e rằng ngay thiền sư Triệu Châu chính mình cũng sẽ tán thán hết lời. Sáu chữ hồng danh vi diệu khó lường, thế là nơi đây cũng có thể thấy được kỳ tích. Tăng bảo không thể nghĩ bàn, thân phi tam sự dân y, phù hoái độ hải sát na thời, phó cảm ứng quần cơ, kham tác nhân thiên công đức chủ, kiên trì giới hạnh vô vĩ, ngã kim khệ thủ nguyện diêu tri, chấn tích trượng đề huệ, a di đà phật. Nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ amoc@gmail.com. người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chúng thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền